lùng cúc cầm được bồn sang lại đến bình cấp khắp hải yên đã gặp lăng hạt rạm đúng lúc lệ đề hội này mừng sang đối Việt Nam âm được bồn sang học bình cấp cha đã quan ngại đạn này mau sắp tốt cái chú lúc lòng tầm nổ cốp mừng lúc lâu cả riết buồn prong môi giáp lâu rút bạm tụ mừng hạt rạm rõ xa xa xàm tầm nâng ổ cốp dùm ta bọc ngà mừng được bồn sang làm kinh bồn ý cỡ dùm tầm nâng khăn rạp là mừng được bồn sang kinh chú trang mong đi kia rừng cả chấp lẫn nên đi nó chi làm nục lèm nè tỷ ngào. Làm vừa nghỉ cao, cha ra quan ngài mô lè lưu hạt ra bọa mất cả tăng hơn đá cha ra bọa lèm nè và đúng tạm nâng ổ cốp mất trúc hồng nụy cập lè làm là cha lẫn nên tỷ ngào. Mận nên rùm đi kài tù tương cầm nâng trị lẫn nên đi nó bảo vết cơm nụy bồn sàng dưới bẹ. Chim bắc tê quê mồm nhằm mừng nàm nuôi hà rê tì xã Ba Thành cất rực ba tơ, mô cha rực quảng ngài tùy giáp nâng bạm tụ làm thùn đuôi bò đột đột lâu. Hồng bên đi kia ra cơm nàm nhằm lẽ đơn dạ phiếu cất rập cụ rụi nà. Mai Phạm Thị Sông kênh bênh trên chinh lẽ đơn đi y nó trị cơ cất rập nâng. Mừng tùm cất rập nâng dùa cra hồng tìa cả ngàn xe xì ao yên chèm. Xin ả rạ này cất rập nàm nhằm hà rê chưa lù hên. Mà dốc con ông chụp ao chèm pin. Lâm mô cần tổ chiêng cà vạt ao tay, cất rắp vì cột ủng mộ yên chinh mà đâu. Mô cần cho dọc quốc hong kê khắp dọa. Biết đó, ở đục cần khăn hoa krum ngà bộ đách người hề. Đều được dệt may phù hợp thị hiếu, nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc màu họa tiết hoa văn của người Hơ Rê. Trang quảng cổ là một trong những cái sản phẩm đặc trưng của người đồng bào Hơ Rê. Cách rắp chăm bắt tích quầy chinh kè hiên bừng đủ rê. Cách rắp này mòi dạp ô cô phạm tụ. Tùm ta mừng khăn hoạt đường, bòm kra mừng đủ rê, kết thô làm kinh lệ nên, kra hồng kìa cả ngàn. Âm ạ dốc con ông điên kè tùm ta mừng khăn hoạt đường, tùm kết rắp kinh chú chàng trà rạc quảng ngài, trất kết tam kram chinh, tích giá rạp bòm ngạp làm chinh, phim mòi dạp ô cô. Và rồi bác rưỡi tùng kết nhìn ta, đừng rưỡi bè bò mừng gọi xe dòng đinh vận đành lụ biểu qua xã Long Sơn kết trước mình lòng. Tiếp mô hai bác rưỡi đòi chắc ổ cốp, dòng đành nên nào kết lăng lại ăn tùm hợp bò rưỡi hữu cơ, hợp bò tùm đàm và tùm cỡ nà bò. Dòng đành, bài bè hì mà bác bè nà kết tùng sát thôn rưỡi bè đòi giàn. Cô dòa kết tùng kết ta Long Sơn mô tù giáp nâng ổ cốp, xin nên nộp chi hệt cả chắc, mô hề nộp bảo vệ đi cơ gọi xe. Đem lại thu nhập khá cho gia đình. Cũng được đi tập huấn nhiều về theo hướng hiệu cơ. Màu cơ đúc cơ nàm đình làng bệ nào hrem bọa bà nà bọ nạch hữu cơ viêm địa nâng tỏa chắc. Cô thay luyện dinh nạch hữu cơ kỳ lạc dọm nạch cơ chá mừng ổ cốp tì xa Long Sơn lẽ nên màu bồm ngà tỏa xem. Nên là để nâng cao chất lượng sản phẩm bởi xã Long Sơn được đạt chất lượng cao nhất. Cô đơn dung lịch ta Long Sơn, mô ở câu giáp ô cốp chi thôn đời bò đò bò đò. Bò mồm nuôi bè thao lệ đơn khắp ni, xin nên bò và chị bửa lù. Sa Long Sơn ở đoạn này mô kèm say tu côi say bà cô đơn dung hông ăn ục bài về bạp lộ ấy ta. Bò cô đơn dung ở đoạn này, con nông dập và chị cầm đi cập lại làm kinh hiếp. Sa mòi làng hạt ra bìm là rạ nục bà cô đơn dung đi bòm ngà chơi lù tì Sa Long Sơn và chị cây ngào. Theo cái ô cốp, Huệ ô cốp chà ra, màu ảnh hưởng rũ rạm lê ra thảo biết phần này được như đồng minh áp, chẳng cơ bỏ cọng được bồn sang và chị tình ngào lê chạc hình. Sa yêu tùm phương kre căn hào mừng lông hà rìa cắt rộm làng cầm được bồn sang nè kê rết làng tùm hào bỏ bồi. Sẽ bê ngại chẳng cơ rết tùng màu bỏ xem. Mực nâng, hì bùl bì cùm rạ hủy bè và chị tình ngào. Hợp tác xã sẽ thu gom và đem ra thị trường tiêu thụ. Chêm ta, màu dạp ô cốp lòng tụ mừng cần trích minh lòng lắc chi thôn đầy bầu tộc đồ tòa. Nụ bôn sang lâm kinh ngay dọa nộp lần dọa cốp, phép là tùm đuyền dây chê đi là ra chắc, cân át chê xem. Chê màu bà chi kết tăng lâm là trả lệ nên tùm kinh rình chê. Yên nó chi giang lâm xa rùi, nụ bôn sang minh lòng, bà chi cây ngào mừng say bòi mà tụ trô đoài bò chạp chê. Cả đồng bà sang chê em trân trăm nụ bôn sang plâm dình chê tòa chắc xem, mô mô dọa yên rộng gàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cấp bà chị cây ngào lại nên đi nó bảo vết thể trên chấp cơm để bồn sáng. Cùng với hợp tác xã cố gắng là để là mày biết hồng ấy pull bị cầm bọa kết cái tên và tung tâm nâng cận nộp chị tì ngào biết đi nó bảo vết cầm được bồn sáng.
mày bị gồm hồng tâm siêu thị làm trà đạp với bà chị chèm ta làm kinh. Đoàn tâm nâng mở tuổi dập ô cốp lòng tụ mừng cả rước mình lòng nền lệ, chim ôn buồn, thành tiến, lên đàn bình trang hoàng lòng. Này là đoàn tâm nâng mô có xìm lòng kram đi kia ra cơ tăng chấp lòng vực tệ nạp. Người bốn sang ngày dọa dù em chèm nâng rồng tụ lâm kinh chắc cơ mô, xe xì ôn buồn, phía bà chi cây ngào lùm nơi khắp ní. Bên tra hoàng lòng, này là nốt bè mày mọc dọa cơ bọng kram chinh, xì rồi bọ mạ cơm nơi lâm kinh. Linh ngày giờ mày mọc cà lù hên, như nó chị đi hên. Tô đoạn này cần trước mình lòng màu phạm tam nâng ô cốp dập lòng tụ. Màu, cô đề tục lệch ta lòng sơn, chêm ta chim ôn buồn thành tiện lợi đân bên tra hoàng lòng. Tương tâm nâng ô cốp rù lách cầm được buồn sang, làm đơn màu lúc coi xem bị buồn sang dễ bẹm đi in ở bờ vết, trốt chà bà tùm cà lệ hạt ta đi kìa ra. Làm vương tệ nạp, cái riêng mình lòng cập bên rất cơ tăng bạc rùm nuôi kra ô cốp, chinh rụp ngặt cốp hồng kể giật lê cơm nông kram chinh làm kênh. Bựa bựa mũ kra chắc hên tùm tâm nâng dọa xích lại chắc chắn mức nộp bèm nè tì ngào. Bọc ở tụm tôm rèm hiệu chân lăng tuy rèm nịch kram chinh nông ô cốp nộp căn. Tập trung cuối năm này sẽ làm việc với cấp... Cái việc bên mà bựa hồng tùm siêu thị, tùm sàm nè, phía bà chèm ta mừng mình lòng mò bà chị lù hên. Mà em cả nít con dì ô cốp bèo đi nó chị nâng làm kinh. Này dứt xăm ta bỏ chạch bèo đâm tâm nâng làm cơ rực mình lòng mọ nộp chế kết chấp làm vườn tệ nạp. Hạt trà bỏ ô cốp làm con dì ô cốp lạc tăng kết chấp bỏ lo mạp làm dì tì Quảng Ngãi. Ám mà dọc con ông xin anh, phong lắc ai đi kia ra đâm tâm nâng bà mò làm kinh đi nó bảo vết hệ kết chấp hơn đáp bòm ngà làm dì bà chí kể ngào. Yong Bạch Thành Phú ti xã tỉnh Đông Cứ Triết Xuân tỉnh Chà Rà Quảng Ngãi công trình bạo tị buồn phần hong lập bi mô plam di bài lứt ra bài lứt dụ lắc thun đời bồ đọc lộ. Có xiêm lăng tùy toát lấy mà bạo lệ đơn lâm internet. Đồ đạc này yong phụ bà chi cây ngào luôn tam nâng tù chắc gọi xem lệm nuôi xe xì. Bài lứt đe rốt cô lệ cơ sĩ bài lứt hạnh nhân y xa im thu cổ bài lứt. Rạng này, đâm tâm nâng bài lướt màu tù dập ô cốp lòng tô gửi chà ra. Lâm cửa mạc tít, nụm cầm dình mừng bài lướt yong phụ, ngại bọa đi tòa trút lầu lượm cao hông rưỡi quạt làm, xin nâng cất dập và chi cười ngào. So với ngày thường, mới đủ cung cấp cho thị trường. Em muốn nhân rộng cái mô hình này để cho bà con trồng những giống lúa. Ở đây, bình mạng bọc phai lại đành đi kia ra bài lướt, bài cầm đi buồn xa làm kinh, đi mạ nộp là. Thôn tôi bỏ tập với tòa, nụm kra mồi mạm tầm nâng bài lứt, lệ nâng ở đoạn này tùm tầm nâng mồi dập ô cốp lòng tụ. Cảm ơn công trình bỏ mừng dòng phụm xét xì lộm đi hèn, xét dòng cỡ mồ chê hông nó bác kê đầy hệ dùl, chan mừng cực nà. Một chan bạ tôi mà bôi cực bác, bác kê đầy hệ dùl, bác kê lan cỡ dòng phụm công trình kê phì mồm công trình bỏ kê rạc dập hèn. Riêng cái chương trình mà giải ngân cho việc làm đối với nguồn hạt trà bọt bạch chan sir broma hong e no prak mừng tu ương đoàn tinh cân nâng prak bim gốc hong cân nâng bọt sang chữ e cam phang ngàn prak đô đoạn này một bray cơ sách chùi cây đam lạc một cân riêng bạ tu hình mạp đôi cập prak đó là đoàn viên thanh niên với số tiền 450 triệu đồng. Đọc năng chèm chinh lại nâng kết kết tùn lềm rau. Phụ gọi này, lập công trình bỏ mạng chim nèm cầm trình lệ đơn cầm nâng lập buôn sản phố chi cởi ngào. Này giấc lại tu tương cái tâm tâm nâng màu trẻ hên hồng nơi bây giờ làm lạ chả. Các bạn đoàn viên thanh niên phụ gọi này đàm lời ngạ bỏ clip đi môn công trình mà ra một ru tâm nục và chị hình đã nâng tì nục sẵn chờ bằng tâm nâng. Mực nâng, phụ gọi ai mô tâm tâm nâng bỏ mạng tuyên bà chị. Vui xuân đón Tết. Cha Quảng Ngãi nên nấu rùi lấy chắc cơ tung nuôi lấy ngạ bọa hình ta nâng bà chị bệnh nè, nâng đi lấy hình cơm nâng ổ cốp. Dắp cơ đông thuần đuôi bò tập lật lâu, cha rù gầm sát tôn nằm tốt cơ lực nâng bọa đùm krai bốn bì cùng bọa sang cầm dình bà hình ta tì bạ bọa bò sang chờ. Lấy cơ bên bìm cọ nục chìm nè làm cha lấy nâng tì ngào.
mừng tung cương trộm chạp chìm nè, đu bìm có bỏ trị lại nên đi kia lạc lại hình tâm nâng ổ cốp. Cách rập nâng chấp kinh chú trang mừng chạp quả ngại trúc tí tùm nộp hồi bèm nâng lầm lạ chạp. Mừng nâng, bác lại tù chắc bè cầm lịch bồn sang lại nên tuê hiệu chuyên lăng, bè tùm tâm nâng ổ cốp. Đu cơ tùm cơ nâng bà tùm kra bùl bì cùng bọa xam kram chìm nâng ổ cốp đi y nọt bà vết. Hết cơ chấp lại tìm đà cơm lì mà bọa xam kè bì cùng vết. Nhờ phân phối của các tỉnh, đặc biệt là các cái tỉnh lớn như lúc cần ông Pratum Kra nuôi cặp lầy sang chim nè thì tung chà đập bồn prom xa xe Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội. Đinh lăng cầm nâng ổ cốp làm kinh. Lúc cần ông Pratum Kra nâng ổ cốp thân đuôi bầu đọc đọc lâu và chỉ đi lôi mà trốt đọc đọc đầy tốt. Màu cần ông Pratum đi y mạp đọc đầy tốt. Gầm mê mát thuần lệ ngạ hạt ra bỏ xa xa xàm tâm nâng ổ cốp. Chà ra còn ngày tôi giáp sát tu, cứ chụp lúc lâu nâng ổ cốp mừng lâu trúc bản tụ. Tụm cất rập nâng ổ cốp lên màu tuổi giáp, môi nó bà vết mừng lúc trúc lọc lúc rảy tu. Chị chăng thì nó mừng đi đọc lúc rảy tu. Màu nâng đi nó chỉ mừng đọc lùi mà trúc lọc lúc rảy tu. Rùm gốc xì bỏ mạ đã đến đi nó bà vết cân tùm mì bom lùi mà bỏ tì kinh chủ chàng. Cho hàng ngàn lao động nông thôn miền núi. Các sản phẩm mà được chứng nhận OCOP 3 sao 4 sao là tâm tâm nâng màu giáp lòng tụ phạm tụ tự giáp cây cho chân nâng tỏa chắc hạm lý rực nụ hồ lĩnh nâng duy tiếp hông lưu lây dọa đạo năng nâng giúp lây cho chân phun xin nâng mẹ yêu lạch trâm trăm lý bôn sang âm mồm tiểu rằng mạng cây tỏa chắc cây đạo khả năng cơm nâng cầm chí ngại là hạt rạp phim đi kia rằng của sản phẩm làm cái kim chí nam để chúng ta thực hiện. Chà quan ngài mặt lạ nít, mít giá hạt ra bỏ ổ cốp, lê hạt ra rừng cả chấp, mạng clay tỏ chắc nên yêu hình an tiêm cung cạ cơm nâng cảm chinh. Clay cho chân tà lê lâu nâng lệ, vam nâng ổ cốp rút chạy hình hồng nguyên play dò lầm là chà lệ nâng và chí cả là chà rời ngào. Mực này, tùm tâm nâng ổ cốp rưỡng lịp làm chinh bè chí, tinh răng clay tỏ chắc, tu tươn lệ nâng đi nọ chí. Gốp hồng cảm chinh cỡ nộp chìm nè. Rùm gốp đi nọ bà vết cơm được bồn sang, đi kia ra bỏ lo mà rừng cả chấp. Đa giá trị và bền vững.